Chiều ngày 27 tháng 5, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Trong dự thảo luật Công an Nhân dân sửa đổi, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng. Cùng với đó, dự thảo quy định trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá. Thảo luận tại tổ, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đồng ý bổ sung vào luật cấp bậc hàm đại tá đối với trưởng Công an thành phố Thủ Đức, vì thành phố được sáp nhập trên cơ sở 3 quận. Bên cạnh đó, các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh như Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè đều có quy mô dân số 700.000 dân, rất lớn. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấp bậc hàm đại tá đối với trưởng Công an của các huyện này, cũng như một số huyện của Hà Nội. Về đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, công nhân công an, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đề nghị chỉ kéo dài tuổi phục vụ trong công an ở vị trí chuyên môn, không nên ở vị trí quản lý. Tương tự ở cả những ngành khác cũng vậy, nếu kéo dài tuổi làm việc thì chỉ nên ở vị trí chuyên môn. Đối với quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân, đại biểu đề nghị phải tập trung cho công an cấp tỉnh vì họ rất vất vả, không nên để công an tỉnh bị thiệt thòi so với cấp trung ương. Một số đại biểu cũng đề nghị cần đánh giá cụ thể chi tiết, bởi đó là vấn đề mới, không nên đưa vào luật. Một số ý kiến dù tán thành nhưng cũng đề nghị cần xem xét kỹ vấn đề này để bảo đảm có sự đồng bộ, không chênh lệch về tuổi phục vụ của các ngành nghề. Do đó, nhiều đại biểu cho rằng việc nâng tuổi phục vụ của công an, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân theo tiến trình tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ Luật Lao động là cần thiết. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ tuổi phục vụ cho phù hợp với tính chất lao động đặc biệt của lực lượng vũ trang. Bởi lực lượng công an làm việc rất vất vả trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy, cần phải nghiên cứu cụ thể việc tăng hạn tuổi phục vụ tùy thuộc vào từng đối tượng. Theo dự thảo, quy định cấp úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị trong sáng, có nguyện vọng, thì Bộ trưởng Bộ Công an cho kéo dài thời gian công tác nhưng không quá 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Giải trình lại ý kiến các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, nhiều ý kiến của đại biểu rất mới, cơ quan thẩm tra sẽ thảo luận với ban soạn thảo để tiếp thu. Đơn cử như vấn đề cấp bậc hàm cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái khi được đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng Công an thành phố Thủ Đức, cơ quan thẩm tra sẽ trao đổi lại với Chính phủ.